Âm thanh thì lát hồi sẽ cho anh em nghe lại. Đây chung cư. Cái nước H2O nè. Chủ lò xe mà đổ xe thì ai thì chơi lãi. Đây cái review gì? Cái này quay cho anh em coi đã mắt thôi chứ cũng không biết gì đâu review. Chắc vừa mà ha, xe rác qua vừa mà ha. Rộng quá trời. Bán đi lâu chưa cô? Bán được 3 tháng. 3 tháng hả? À dạ. Chưa. Đó, nãy Dũng sợ rớt xe xuống cái hố nè, bạn này để đây nè, không chịu. Nghe hù sợ quá, bỏ đây. Đó. Nặng quá. Hello các bạn, trước khi bắt đầu video thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái trang web mới, tức là imotobike.vn. Thì bữa giờ mình đã làm những cái giveaway nhỏ nhỏ thì cho các bạn 100 bạn, 200 bạn, 300 bạn nhận những cái quà mà bất kỳ random á, như là bí mật, các bạn sẽ tham gia thì các bạn sẽ được nhận quà nha. Rồi bây giờ hôm nay mình được nhận từ trên trang chủ, đó là cái web của mình, nó là hoàn thiện rồi và nó đã đi vào hoạt động rồi, cho nên bây giờ mình sẽ cùng review và cùng trải nghiệm cái trang web mới này luôn nha. Rồi ok, các bạn cùng mình lướt nha. Thì giờ mình đã vào cái trang imotobike.vn rồi. Thì khi mà mình vừa vào á, họ sẽ giới thiệu cho mình cái cách đăng ký, cách đăng nhập. Thì mình có thể đăng nhập vào bằng Google nè, Facebook nè, và đăng ký hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Khi mà mình vào á thì cái trang web sẽ hiện cho mình tất cả những cái gì mà mình đang cần tìm, như là bạn đang tìm gì, bạn đang tìm một bảo hiểm hay là đồ chơi hay là xe, ở đây đều hiện hết nha các bạn. Dây cua ro, mâm ốc titan, đồ chơi kiển, rồi ở đây cũng tìm, cũng có luôn cho các bạn luôn xe nè, xe máy điện nè, CBR600 2009 nè, rồi xe điện nè, Kawasaki Z1000. Tất cả mọi thứ đều được hiển thị ở trên cái trang web imotobike.vn này hết, cho nên các bạn không cần phải đăng nhập vô chỗ này chỗ kia, hoặc là các bạn phải tìm hả món này ở web này và món này ở web kia nữa, nó rất là mệt. Bây giờ chỉ cần vào imotobike.vn thôi, các bạn đã có được tất cả rồi, nó bao quát hết luôn, nón bảo hiểm, lốp xe nè. Ngoài ra còn có những đại lý mà các bạn hả muốn tìm đồ của những đại lý đó luôn á, ở đây người ta hiện luôn, rất là nhiều rồi các bạn ơi. Rồi tin tức nè, đọc báo nè, rất là nhiều. Mình không thể nào mà mình review hết trong cái trang web trong một cái buổi này được. Đó. Thì tổng quan cho các bạn xem ha. Rồi ok, mời các bạn xem tiếp video. Đi cắt tóc. Thường thì tóc Vinh cũng để nó tự do lắm, muốn mọc sao mọc, đi tỉa sau và cứ cắt kiểu xoay le á, xong rồi tự tạo, mình muốn tạo kiểu nào tạo. Nhiều bạn hỏi bên để tóc sao á, bình thường mình không biết trả lời sao nữa. Những khi mình đi cái cắt xoay le bình thường thôi, rồi mỗi lần mình đi đâu á mình tạo kiểu khác nhau. Quan trọng là lúc mà các bạn
bạn tạo kiểu á, thì các bạn phải dùng máy sấy và dùng sáp. Thì để có dịp mình sẽ quay một cái video để hướng dẫn các bạn nào mà không biết. Với lại cái chất tóc của mỗi người khác nhau, có thể các bạn thấy được những cái người mà tóc mềm, tóc mây á, tóc mềm nè, tóc sợi nhỏ nè, thì họ rất là dễ tạo nếp và tóc họ rất là đẹp. Còn những người mà tóc cứng, tóc rễ tre, tóc một ngược, tóc sợi to giống như Vinh nè, thì ôi trời ơi, mỗi lần mà tạo kiểu tóc là cả một cái hở ác mộng. Nó rất là khó nghe lời, các bạn phải dùng sấy, các bạn phải lấm la hết, nó phiền lắm. Cho nên nhiều khi có nhiều bạn băn khoăn đó, tại sao người này thấy để tóc đẹp mà các bạn lại để không được, và để tóc nó bị khó chịu và nó hay bị mất nếp, nó hay bị chỉ chỉa, nó hay bị xù. Là lý do là vậy đó, chất tóc mỗi người mỗi khác. Chứ các bạn đừng có cố gắng quá nha, nó sẽ mệt lắm. Kiểu bị hoang mang á, kiểu ta tạo hoài không ra, sao hết người ta vuốt cái này lên hờ. Chất tóc mỗi người mỗi khác các bạn ạ. Mình không so được. Tóc Vinh là nó vừa cứng, sợi to, còn xù nữa. Ngủ dậy giống như là trái em chôm vậy á. Thì những người như vậy có những cái giải pháp là phải tẩy tóc, hoặc là nhuộm những màu tóc sáng, hoặc là những màu tóc tẩy á, tóc nó sẽ bị sơ đi, nó mềm đi, nó sẽ dễ tạo kiểu. Hoặc là các bạn uống đó, nhiều cách lắm. Chuyện mà livestream nói chuyện với anh em mỗi ngày á, chưa làm được, không có thời gian nữa. Giờ muốn ghê á, thích tối là lên nói chuyện với mọi người, hôm đó mình đi quay vlog sao, rồi có cái gì hay, rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với anh em. Mà chưa biết là sẽ làm ở trên Facebook hay là làm ở trên kênh YouTube, hay là làm ở đâu, hay là làm ở một cái kênh nào khác. Ví dụ như là ở bên mấy cái kênh Nemo hay là gì thì mình đâu phải game thủ đâu, thì mình cũng chẳng ai biết để mà coi. Các bạn đa số là xem Vinh ở Facebook hoặc là Instagram. Mà trên mấy cái đó, trên Facebook hoặc là trên YouTube, mà trên mấy đó mình bật mấy cái clip có bản quyền á, thì là bị ăn gậy. Khó chịu, chưa biết sao. Nếu anh em nào có giải pháp nào thì comment dưới cho Vinh thử coi. Biết đâu có ai có sáng kiến nào hay hay sao. Ok, em tới chỗ cái tóc rồi, chỗ này là mình cắt quen rồi. Cắt quen đây lâu rồi. Lùi xíu. Nó cắt quần. Cắt xong. Nó mình để lại chút xíu. Rồi Vinh uống nhẹ nè, các bạn thấy nó gọn không? Chứ hôm thôi là tóc Vinh nó chịu lắm. Đó, xong rồi đó. Sẽ clean. Gọn. Giờ đang bên anh Bu nè. Đó, đây rất là đông xe đây. Xe anh Hải, xe chú sĩ. Xe Dũng. Xe anh Bu luôn. Đó, tay bên rung. Mỏi tay á. Đó, mỹ mèo hai mặt luôn. Thấy dữ không? Thấy chưa? Dữ chưa? Thôi nha. Tôi ghét cái ai mà để cho chỉ dạy cho người đó lắm. Ừ. Bên Hà Đô á, bên quận 10, chú sĩ đây không? Cái gì? Anh nội, cơm mà nãy có bụng quá nó mới ăn cơm. Rồi đi ăn cái đó. Ăn luôn hả? Rồi đó. Anh ăn không? Bên đó có đồ ăn mà. Ủa Hải, em đi quay tới Hải. Hải nó chạy xe tới không nghe gì. Ủa Hải chạy tới không nghe luôn
Thôi để quay sơ sơ con xem buôn ha. Quay điện thoại luôn đi. Giờ chuẩn bị đi rồi, mình không có lấy máy được nha. Để mình cũng quay cinematic rồi. Giờ chia clip ra thôi, cho nó hợp lý thôi. Cái này lạ nè, này thích nè. Hai bên luôn, dễ thương ghê. Mấy cái này là đồ hiếm không các bạn ơi, cho nên các bạn nhìn nó lạ. Nhìn mấy con heo với lại mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ lạ, cái band gì cũng lạ nữa nè. Thật sự mấy con heo, heo sâu này nè, cái band này nè, là mình không biết tên luôn á, thiệt luôn á. Không biết tên nó tên gì luôn. Cái bình dầu này cũng vậy nè, không biết tên gì nữa. Lạ quá à. Rossi nè, Rossi hai bên luôn thì phải. Ồ, Rossi hai bên luôn á bạn ơi. Carbon thì là carbon tổ ong. Còn cái này là Doraemon. Nó cũng cũ rồi, nó cũng nhựa nè. Nóng quá. Màu quá. Review sao nữa. Mấy này cái review cái gì? Cái này quay cho anh em coi đã mắt thôi chứ cũng không biết gì đâu review. Có được chạy thử đâu, không biết chạy có biết công năng nó làm sao đâu. Chạy sao tới chỉ được mà biết ha. Nhưng mà chắc chắn là nó sướng rồi. Đã ghê à. Con này phải nghĩa là top ở Việt Nam rồi. Với lại cũng cũng có máu mặt ở bên nước ngoài đó bạn. Cũng có tiếng bên nước ngoài lắm á. Đó, bây giờ có cái này nè, có cây mù bồ. Mù bồ này cũng mới lên sau này. Mù bồ này ngon ghê. Chỉnh được rất nhiều nè. Cứng mềm. Cứng mềm. Rất nhiều. Rebound lum la hết. Nhiều lắm. Mubo này là Mubo cơ. Đó. Tuy là lên mô độ nhưng mà vẫn giữ lại cái bầu, vẫn là giữ lại một cái phần cổ của mấy cái cục máy ở đằng sau để gắn cảm biến, không thôi làm xe nó báo lỗi ghê lắm. Còn mấy trước là thay hết nè, thấy chưa? Đó. Thay hết cổ. Rồi trong mấy cái đường ống của mấy cái ngắt côm cũng thay hết. Các nước H2O nè. Chủ lò xe mà đổ xe thì ai thì chơi lãi. Đúng không? Ai chơi lãi. Mà ổng chạy ổng đi miền Tây hay ổng đi đâu bay mất luôn cái lớp cover ở ngoài của cái nước rồi. Thành thử không thấy bị mất cái đó cũng ghê á. Đất cát vô nó không ra được đó các bạn. Đó. Đất cát vô nó không ra được á. Ổng tháo luôn. Còn mâm là BST full carbon, thấy ổng đi ổng ban tùm lum tà la hết, có bị gì đâu. Chỉ sợ mình không có điều kiện mình chơi thôi chứ sợ gì mấy bạn hả? Đúng không? Đẹp quá ha, về bóng đẹp quá ha. Quá đã. Gì Dũng? Trời ơi Dũng ơi. Nó ngồi lên xe nào là bán xe đó à. Ngồi lên xe nào là bán xe đó đó. Đó, quay góc rộng cho anh em coi cái này. Sướng à. Âm thanh thì lát hồi sẽ cho anh em nghe lại. Đây chung cư. Đó chỗ bữa bên review Red 4 nè. iPhone quay đẹp chứ, iPhone rồ mắt đó nha, đàng hoàng á. Xịn à, được khô nè. Quay coi sướng mắt lắm á, không phải giỡn đâu. Nó mình không có so với lại máy Sony chuyên dụng được thôi chứ. Nhanh lộn lẹ à, xịn lắm. Quá đẹp quá đẹp. Lúc trước là nguyên con đen hết rồi, ổng mới lên tem mà, lên mấy tem cũng đẹp. Thấy rồi, ok á. Đẹp lắm. Tem mà mình có cái gì mình gắn trên xe á, mình cứ dán lên là nó sẽ hợp lý. Những xe hơi, mình thấy anh em xe hơi cũng nói vậy. Có gắn cái gì trên xe thì dán đề can lên là người ta biết. Quá. Quá đẹp. Đã mắt anh em ơi. Rồi, ok. Hết led ha.
không lấy. À, không có tiền trả luôn á. Đợi xíu cho nãy. Nhìn đuối vậy. Vlog mỗi ngày cho anh em coi, anh em chửi quá. Giờ mà bỏ hết làm YouTube full time, trời ơi, sướng à. Đó, bắt đầu mọi người quay quần vô để làm đèn Noel rồi đó. Đây là xóm đạo nha mọi người. Cho nên từ đầu nhịp thờ, cho nên cho vô tới những cái nhà dân trong đây là ai cũng đều trang trí hết, rồi. Đóng cửa rồi. Hôm nay cổ không bán tôi. Thôi ăn lại đi. Không phải chỗ này phải ăn nhưng mà kệ lỡ rồi. Thôi ăn dưới kia kìa. Chị ơi, để em xe được không? Dạ. Còn bên đây là cái tiệm trà sữa bên uống từ hồi nhỏ, mười mấy năm nè. Đó, mười mấy năm trời rồi đó. Uống đây mười mấy năm trời là. Nhà bạn bè cấp 1, cấp 2 của Vinh là lên quanh đây không á? Tất cả mọi người là ở xung quanh đây hết. Thì hẻm này gọi là hẻm nhà Vinh là 491, còn hẻm này là hẻm 453, hẻm trường Đàn Điệp trên đây. Nhà qua đây xíu. Ơi đồ, khoan, nếu mà khoan thế thôi. Cho coi xe nó được. Được. Rồi mình để xuống qua đây luôn. Dạ. Chắc vừa mà ha, xe rác qua vừa mà ha, rộng quá trời. Bán đi lâu chưa cô? Bán được 3 tháng hả? À dạ. Và luôn. Đẹp quá, nó biết ta đẹp quá. Ok, vô đi. Cho con một phần đầy đủ ít bún. Đến nóng bên đây đi anh ơi. Sợ lắm. Dạ có lấy ba luôn đi. Sợ ngon kìa. Bao lâu Dũng mời đi ăn hết nếu. Con Dũng mời đi ăn. Clip này quay từ năm 2013 nha, anh Hiếu không có phải là thời gian hiện thực nha mấy bạn. Ê, ôi quá, Hiếu cũ lắm rồi, này thời Dũng một mặt, dở lắm rồi. Đó, mời anh em ăn. Này nó giống như bấm nêm ta. Còn cái này là bấm chay.
ngực luôn. Đi Nha Trang ăn cái chả nem nướng ở chỗ chợ đầm. Đi du lịch ghê á. Đi lịch nem đi lịch mà sắp xếp sao mà đi chung được với nhau sướng ha. Như thời gian như Dũng đi Đà Lạt lúc má cười ỉa luôn. Vui. Thôi ăn mời mọi người. Má anh đi kiểu đó là cũng được nhưng mà phải gửi được con. Mà em đi với em mà đủ ngắn em phải đi chung với nào mà chịu bào quá. Mày vui. Mày lên trễ ngủ mà đủ má thì cà chén lắm. Gồm kiếp chứ ai. Làm biến á. Đi với kiếp làm biến á. Mà mướn xe máy mà. Qua lãnh bưu đón anh Hải. Rồi qua bên Hà Đô ngồi thôi, ngồi làm việc, ngồi làm clip cho anh em coi nha. Rồi. Cảm ơn chị. Ừ. Đi dắt đi, thẳng cái tới rồi. Nó mạnh quá, nó giật các bạn thấy không, nó không có lên ga được. Bạn thấy nó giật không? Số 2 thì nó sẽ mệt. Nó dịu. Xíu nha, qua tới Hà Đô mình nhắn nha. Rồi bây giờ sẽ về nhà bên cất xe. Cất xe các thứ xong rồi sẽ ra ngoài quán cà phê Hà Đô ngồi. Ngồi chơi. Nha, nó nổi à, nó
là nổi. Thì Vinh sẽ để dành, Vinh trong cái tập này Vinh sẽ không có review xe Dũng với lại xe của Hiếu Dương. Vinh sẽ để dành, Vinh sẽ quay những cái cảnh anh em chạy thôi, để dành được cái lần sau mình làm mà nó kiểu như nó cứ cố gắng dồn vô một clip á, nó ngán lắm, nhưng mà nó cũng không được kỹ càng và chi tiết. Thành thử anh em cứ bình tĩnh, mình sẽ làm nhiều lắm, yên tâm. Sẽ làm dài dài ra cho anh em coi. Anh em tha hồ mà từ từ coi nha, không vội. Mình cũng đang cố gắng làm vlog mỗi ngày nữa. Chạy sơ sơ cho anh em coi mấy cái chi tiết xe rồi sơ sơ vậy thôi, còn mà đi sâu vào đi kỹ vào thì sẽ để những video sau. Xem người ta thấy không thích, có người sẽ ok skip không coi, còn có người là ok nhìn mày thấy ghét. Chịu thôi bạn, nhưng mà quan trọng là những người những người mà yêu quý mình, họ show cái tình cảm ra với mình thì mình chỉ cần cố gắng và làm để phục vụ những người đó thôi là đã đủ rồi đó. Và cũng có nhiều người ghét mình sau này cũng hết ghét, nhưng mà cũng trở thành một người thích xem kênh của mình, cũng hay, cũng là một cái vui. Ok, bây giờ mình đi rút tiền xong rồi đi về cất xe, cất con xe Hải vô. Bên ô bên chạy tiếp để quay vlog cho anh em xem. Anh Hải chuẩn bị đi công tác rồi, đi công tác mấy ngày lận, xe không ai coi không ai chăm hết, thành thử bên phải mình phải để xem nó đi một chiều mà chạy như thằng điên, quá là nguy hiểm đi. Chưa đó, nãy Dũng sợ rớt xe xuống cái hố nè bạn, này để đây không chịu, nghe hù sợ quá bỏ đây kỳ phén quậy quậy không bây giờ giữ gấp mới mua được xe đó. Cách nhanh nhất để có được xe mới mở cuốn sách ra quậy không bây giờ. Chà, cái nón con Hiếu đi ra nắng đẹp dữ à. Đây nè, đây nè, đây nè. Nóng mới là vậy á. Chuẩn quá. Mới nè bạn ơi. Clip này quay 2014 nha. Chứ không phải là quay... 2014 chưa có rồi rồi bà ơi. Chết mà. Cọt sai, cọt sai, cọt sai, cọt sai. Đó. Nặng quá. 2014 là anh Hứa, anh Hiếu cưới chưa ta? Một căn đó bao nhiêu tiền? Trên đây là tầm 17, còn căn hộ dưới là từ 4 mấy tỷ cho tới 3 mấy tỷ. 7 tính ra có 1 tỷ 7 hả? 100 mét vuông. Ừ. Nó là em nghe nói không tùy nữa. Nè, Dũng cầm áo Dũng.
thử ra mà thử lấy hồi vô toilet nó thử rồi. Khách hàng đầu tiên cà phê sao dữ à? Em đi bộ mới có một xíu, em than xa rồi. À, dùng chưa mơ. Ủa sao bên chào phê ở đây mà nó gửi xe tới đó mà. Chứ nên để 7 cái xe hơi kì à. Không, có một bãi nữa đằng sau cái tòa nhà này nhưng mà nó đóng cái lại. Là nó nhỏ quá, xe người ta ra vô liên tục lắm. Không ngại. Quang đi cho máy. Má ơi, giữ skin care bữa giờ nó nắng rồi. Chết bạn ơi. Má tối nay giờ xích kem nữa. Chết. Kem trộn mới nổi da em. Nắng quá, nắng quá. Tối quán rồi nè. Oh my god. Có đem xe thỏ gì không? Có anh, có anh. Đồ qua đây. Làm đẹp chưa? Ờ, đẹp mà. Trời ơi, đã rồi. Vô vô trong trong người mát. Tụi mình rửa đi, khi nào muốn ra hút thì ra ngoài hút thôi. Đèn đây đi. Hay là muốn ngồi ghế nệm. Ghế nệm ở đây nè. Hello. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Thì trước khi kết thúc video, mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Đó là cái chương trình giveaway lần này của iMotoBuy với lại của mình gửi tới cho các bạn. Đó là chỉ duy nhất 1.000 phần quà. Những cái voucher rồi những món quà random. Đó, cách nào để các bạn nhận được? Đó là các bạn hãy đăng nhập vào cái link mình để bên dưới. Thì khi mà các bạn đăng ký, sau 1 tuần cái video này được đăng tải lên. Và sau 1 tuần các bạn bắt đầu mà đăng ký thành viên á, kể từ một tuần nha, một tuần thôi, thì là danh sách họ sẽ tổng hợp lại và sẽ chọn ra 1.000 bạn may mắn để được tặng quà giveaway. Ok, rất mong là các bạn hãy tham gia chương trình này cùng Vinh và iMotoBuy.vn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn iMotoBuy.vn đã tài trợ video này.